Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến một cái phương thức. Phương thức này giúp chúng ta xóa những cái dòng dữ liệu ở trong bảng. Phương thức delete của chúng ta thì bao gồm có 3 tham số. Tham số thứ nhất của chúng ta là tên bảng chứa dữ liệu. Tham số thứ hai của chúng ta là điều kiện để xóa và tham số thứ ba của chúng ta là định dạng của cái điều kiện để xóa đó. Bây giờ chúng ta sẽ làm ví dụ để hiểu rõ về cái phương thức delete này. Chúng ta sửa giá trị ở đây thành delete. Lúc này chúng ta chỉ còn 3 tham số table, where format. Vậy chúng ta xóa những cái giá trị khác đi. Đầu tiên, chúng ta đã có bảng. Tiếp đó là điều kiện của chúng ta sẽ xóa đi cái ID bằng 20. Và where format của chúng ta sẽ là phần trăm d. Lúc này chúng ta Ctrl click vào cái phương thức delete này để chúng ta xem thông tin chi tiết. Tham số đầu tiên của chúng ta sẽ là một chuỗi. Tham số thứ hai của chúng ta sẽ là một mạng và chứa điều kiện. Tham số thứ ba của chúng ta sẽ là cái format cho cái điều kiện đó. Vậy bây giờ chúng ta sẽ chạy thử cái phương thức delete của WPDB. Lúc này chúng ta sẽ in ra cái giá trị intro để chúng ta xem khi chạy phương thức delete thì nó sẽ trả về cho chúng ta thông tin gì. Chúng ta refresh lại. Các bạn nhìn thấy nó trả về cho chúng ta giá trị 1. Chúng ta nhấn vào đây để xem cái bài viết có ID là 20 có còn tồn tại hay không. Chúng ta kéo xuống thì các bạn đã nhìn thấy bài viết 20 của chúng ta đã biến mất. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh lại một chút. Lúc này chúng ta không xóa cái bài viết 20 nữa mà chúng ta xóa cái bài viết có ID là 19. Các bạn chú ý rằng bài viết có ID bằng 19 thì không hề tồn tại. Chúng ta sẽ nhận được cái giá trị gì trả về khi chúng ta chạy cái phương thức delete này. Chúng ta refresh. Các bạn thấy chúng ta nhận được giá trị 0. Có nghĩa là nó không tồn tại cái dòng có ID là 19 để cho chúng ta xóa. Vậy là các bạn đã hiểu được cái phương thức delete trong đối tượng WPDB. Tiếp đó chúng ta sẽ đến với phương thức repair. Phương thức này được Word khuyên chúng ta nên sử dụng trong các câu SQL để bảo mật cho website tránh được những cái lỗi SQL injection. Phương thức này thì có hai tham số. Tham số thứ nhất là câu query. Tham số thứ hai sẽ là mảng dữ liệu chúng ta truyền vào. Bây giờ chúng ta sẽ làm thử một ví dụ để hiểu rõ hơn về cái phương thức này. Chúng ta copy câu này sang tập tin sql.tt. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một câu truy vấn và chúng ta sẽ sử dụng hàm prepare. Đó là chúng ta sẽ nhận dữ liệu gửi qua từ một cái form và lưu thông tin vào trong cái bảng article của chúng ta. Vậy thì nếu tôi nhận được các dữ liệu như sau, đầu tiên là tiêu đề của bài viết. Ví dụ tôi nhận là this is a test 2 chẳng hạn. Tiếp đó tôi sẽ nhận được cái hình ảnh của cái bài viết đó, picture. Tiếp đó là nội dung. Tiếp đó là status. Chúng ta sẽ chỉnh lại để cho dễ thấy hơn. Đây là những cái giá trị mà chúng ta có thể nhận được từ các cái phương thức truyền dữ liệu của PHP như là post hoặc là get. Vì vậy, đối với Word, nếu chúng ta muốn không xảy ra những cái lỗi SQL injection thì lúc đó chúng ta hãy sử dụng tới hàm repair. Bây giờ tôi sẽ viết cái phương thức repair như sau: repair query array. Tôi sẽ sử dụng cái biến query này để chứa câu SQL insert những cái dữ liệu này vào trong bảng của chúng ta. Chúng ta sẽ viết như sau: query bằng insert into. Lúc này bảng của chúng ta
sẽ chính là table. Tiếp theo là chúng ta insert vào những cột nào. Thứ nhất là title. Thứ hai là picture. Thứ ba sẽ là content. Thứ tư là status. Và tiếp đó của chúng ta là value. Tôi sẽ viết như thế này để cho các bạn dễ thấy. Value. Ở đây chúng ta sẽ bỏ giá trị này đi. Lúc này chúng ta sẽ mở ngoặc ra. Chúng ta sẽ định dạng cho cái kiểu dữ liệu của nó ở trong này. Title của chúng ta sẽ là %s. Tiếp đó là picture của chúng ta cũng là %s. Content của chúng ta cũng là %s. Và cái cuối cùng status của chúng ta là %d. Chúng ta đóng nó lại. Vậy là chúng ta đã có một câu SQL. Và chúng ta đưa câu SQL này vào phương thức prepare. Tiếp đó, lúc này chúng ta sẽ truyền các cái giá trị như title, picture, content, status vào trong cái tham số kế tiếp của phương thức prepare. Chúng ta truyền như sau. Title, phải, picture, content, status. Khi chúng ta truyền như thế này thì nó sẽ tương ứng với title sẽ tương ứng với %s này, picture sẽ tương ứng với %s này, content sẽ tương ứng với %s này và status sẽ tương ứng với %d đây. Các bạn chú ý khi chúng ta lấy xuống những giá trị này không phải chính xác nó là những giá trị này mà nó có thể là ví dụ ở đây của chúng ta sẽ là post phần tử title. Vậy thì lúc này chúng ta không chắc chắn là cái tiêu đề của chúng ta được viết đúng cách hay không, hay có dính những cái mã của SQL injection hay không. Tương tự như phần này chúng ta cũng sẽ không phải là chúng ta gán thẳng cái tên nó vào đây, mà chúng ta nhận dữ liệu từ post phần tử picture. Vậy tương ứng với các cái phần content và status, chúng ta sẽ nhận dữ liệu. Và sau khi nhận dữ liệu thì không có điều gì chắc chắn là dữ liệu của chúng ta sạch sẽ để đưa vào database. Vì vậy, lúc này nếu chúng ta đưa vào database thì Word khuyên chúng ta tốt nhất hãy đưa vào một cái hàm prepare để cho nó lọc dữ liệu trước khi thực hiện một câu truy vấn. Bây giờ chúng ta hãy refresh lại My Setting để chúng ta thấy được cái thông tin của cái hàm prepare này. Lúc này chúng ta gắn info bằng cái giá trị trả về của hàm prepare và sau đó chúng ta in cái giá trị info ra. Lúc này chúng ta hãy refresh lại My Setting. Các bạn nhìn thấy các bạn được một cái câu SQL. Và lúc này chúng ta hãy thử truy cập vào database xem chúng ta đã thêm cái DDD attest 2 này vào database hay chưa. Chúng ta nhấn vào bảng article. Các bạn nhìn thấy chúng ta vẫn chưa có cái bài viết nào có tiêu đề là DDD attest 2. Vậy thì qua sự kiện này chúng ta thấy là cái hàm prepare nó chỉ thực hiện việc là lọc những cái dữ liệu mà chúng ta truyền vào để tạo nên một câu truy vấn an toàn. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái câu truy vấn an toàn này để thực thi. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng đến một phương thức, đó là phương thức query. Phương thức query của chúng ta là một cái phương thức mà chúng ta truyền cho nó bất kỳ một câu SQL nào nó cũng sẽ thực hiện. Và một lời khuyên của Word là trước khi chúng ta sử dụng phương thức query thì chúng ta hãy sử dụng cái hàm prepare này để lọc dữ liệu mà chúng ta truyền vào. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy thử sử dụng phương thức query. Chúng ta viết như sau: WPDB gọi đến phương thức query. Và lúc này chúng ta đưa giá trị info vào. Chúng ta hãy thử refresh lại My Setting. Các bạn không thấy vấn đề gì xảy ra cả. Chúng ta hãy nhấn vào bảng article của chúng ta. Chúng ta kéo xuống dưới. Các bạn đã nhìn thấy DDD attest 2 xuất hiện. Vậy là chúng ta đã hiểu được cái phương thức query. Tiếp theo của chúng ta là nếu chúng ta muốn truy xuất vào một cái bảng nào đó ở trong hệ thống có sẵn của Word thì chúng ta chỉ cần gọi WPDB tên của bạn. Ví dụ chúng ta muốn truy cập vào bảng post
thì chúng ta sẽ gọi là WPDB Port. Bây giờ chúng ta hãy thử dùng xem thế nào. Tôi đóng phần này lại. Tôi gọi như sau, WPDB, tiếp đó gọi đến port. Bây giờ chúng ta hãy refresh lại My Setting. Các bạn đã thấy chúng ta truy cập được đến cái bảng port của chúng ta. Còn nếu chúng ta muốn lấy ra được cái tên của cái bảng, ví dụ như là port meta, thì lúc này chúng ta sẽ gọi đến port meta. Hoặc bây giờ chúng ta sẽ lấy cái bảng user chẳng hạn. Đây là bảng user chúng ta. Chúng ta đưa vào đây. Bây giờ chúng ta hãy refresh lại để chúng ta xem chúng ta in ra được cái gì. Vậy là các bạn đã thấy chúng ta lấy ra được tên cái bảng user. Các bạn có thể sử dụng những cái phương thức ở trong cái lớp WPDB để chúng ta truy vấn vào trong các bảng có sẵn của hệ thống. Nhưng trên thực tế thì Word đã có sẵn một cái lớp để chúng ta truy xuất vào những cái bảng mà nó tự động sinh ra khi chúng ta cài đặt hệ thống Word.